Đồng Kỵ Giá Rẻ xin kính chào quý khách. Và trong video clip ngày hôm nay thì hiện tại thì em đang dắt một chiếc giường cho anh khách ở Hà Nội. Bên cơ sở nhà em đặt cách đây là 3 hôm. Thì hiện tại thì anh lên nhà mới thì em ráp trước cái bộ sản phẩm này ở tại nhà, rồi bắt đầu đến nhà anh khách thì cho nó dễ. Đấy, nhà em thì đều có thanh ngang đặt lên, thanh ngang đặt lên cực kỳ là chắc chắn luôn, thế nên mọi người cứ yên tâm đi sử dụng bên cơ giường bên xưởng nhà em. Đây. Bốn giờ chiều, 4:30 chiều là à, mộng bút vào luôn nhá mọi người nhá. Đấy, mộng bút vào. Mộng bút vào xong bắt đầu với siết vít. Mộng bút vào rồi bắt đầu với siết vít thêm vít nữa mọi người nhá. Đấy. Mộng bút vào rồi bắt đầu siết vít. Thế nên là hàng cực kỳ là yên tâm luôn, mộng cực kỳ là sâu. Đấy. Đấy mọi người ạ. Và giá thì cực kỳ là bình dân luôn, tí nữa thì em sẽ để giá cái mẫu chiếc giường này ở phía dưới cho mọi người. Đây, đây giáp phản này. Và đây là mẫu giường giáp phản mọi người nhá. Đây. Đặt đấy, của anh Bình ở Hoài Đức, Hà Nội. Anh mua bộ bàn ghế rồi anh lấy thêm một cái ghế giường. Đấy. Đây. Anh lấy bộ tần đúng không? Mỗi em một cái. Chị em mình đi thích. Anh được thì không? Đây chính là giáp phản của anh ý đấy. Đây mọi người nhìn. Nhưng mà tí nữa cái thanh ngang như vậy thì sẽ xếp ra, nhưng mà đây là mình chỉ dựng trước tại nhà thôi, rồi chuẩn bị giao đến cho anh thì bắt đầu mới đặt lên hoàn chỉnh. Đấy mọi người nhìn. Giáp phản cực kỳ là mát mẻ, ngồi lên nằm lên thì cực kỳ là thoải mái. Đấy mọi người thấy chưa ạ? Và giá thì cực kỳ là bình dân luôn. Đấy. Cái biển đó chị vào. Biển. Đấy. Giường cực kỳ là đẹp luôn. Nếu mà quý khách hàng nào mà đang có nhu cầu thì cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0355 99 0857. Và đây là cơ sở của mình, từ giường tủ đến quần áo đến tủ thờ thì bên cơ sở nhà mình thì cái gì cũng có. Đấy, rất là nhiều luôn, từ mộc đến hoàn thiện. Tại vì đây là mình đang có mặt tại bên cơ sở 2 nhà mình, khu trưng bày ở đối diện Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà mọi người nhé. Cực kỳ là nhiều sản phẩm, kể cả sập, tất cả mọi thứ luôn. Đấy. Và bây giờ chuẩn bị là khi đã ráp xong xuôi rồi thì mình chuẩn bị mình kê lên xe. Đấy, để mình kê lên xe để mình giao đi cho anh. Đấy. Thì kết thúc video tại đây, thì mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.